Bạn đang băn khoăn lựa chọn định hướng công việc. Bạn muốn được đào tạo tay nghề nhanh nhất. Bạn muốn được vừa học vừa làm. Ngay lập tức, bạn muốn có một công việc tốt. Bạn muốn có thu nhập cao, ổn định. Bạn có ước mơ được sống và làm việc tại châu Âu. Bạn muốn trở thành công dân toàn cầu. Hãy tiếp nhận những thông tin chính xác nhất do công ty cổ phần LMK Việt Nam cung cấp. Trong thời kỳ mở cửa, hội nhập với nền kinh tế toàn cầu, yếu tố hợp tác giúp người lao động có ngay việc làm hoặc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đang ngày càng mở rộng và có ảnh hưởng đến nhiều quốc gia, các vùng lãnh thổ. Đáp ứng nhu cầu cung ứng nguồn lao động trong và ngoài nước, nhất là thị trường châu Âu, tiếp nối kế thừa nền tảng uy tín mang đến thành công cho người lao động trong nhiều năm qua, công ty cổ phần LMK Việt Nam không ngừng kiện toàn và chuẩn hóa lộ trình nhằm tạo cho người lao động Việt Nam nhiều cơ hội làm việc, tìm kiếm những nguồn thu nhập hiệu quả nhất. Công ty cổ phần LMK Việt Nam, đơn vị trực tiếp cung ứng việc làm trong nước kể từ khi các ứng viên bắt đầu ký kết hợp đồng. Đối với xuất khẩu lao động, thị trường châu Âu chính là ước mơ mà nhiều người hướng đến. Đây được xem là con đường rộng mở cho những người muốn thay đổi cuộc sống và tương lai của mình. Điều gì đã khiến châu Âu trở thành vùng đất tiềm năng như vậy? Trong thời gian qua, Việt Nam đã chính thức ký kết những thỏa thuận và hợp tác lao động cùng an sinh xã hội với một số quốc gia tại châu Âu. Đây chính là dấu hiệu đáng mừng để châu Âu mở rộng cánh cửa chào đón lao động Việt Nam đến và làm việc tại phương trời này trong giai đoạn nhiều năm tới. Hiện nay, thị trường châu Âu đang có nhu cầu tuyển dụng rất đông các lao động nước ngoài về làm việc, đặc biệt chú trọng vào những ngành nghề như xây dựng, cơ khí, đóng tàu, chế biến nông nghiệp, thực phẩm và nhiều ngành sản xuất khác nhau. Mức lương mà các lao động sẽ nhận được khi làm việc tại các nước châu Âu khá cao, dao động từ 600 USD đến hơn 2.000 USD, tùy thuộc vào ngành nghề và từng nước. Đây được đánh giá là một con số khá hấp dẫn đối với các lao động Việt Nam. Đặc biệt, visa lao động của nhân công Việt Nam sẽ có thể được gia hạn thêm tùy thuộc vào nhu cầu của chủ sử dụng cũng như luật pháp của từng quốc gia. Ở khu vực Đông Âu tính đến nay, có hai quốc gia tiếp nhận số lượng lao động nước ngoài đông nhất là Romania và Bulgaria. Với nhiều lý do khác nhau mà lao động nước ngoài trong đó, lao động Việt Nam cực kỳ ưa chuộng và được đánh giá cao với thị trường này. Ngoài ra, Ba Lan và một số nước lân cận cũng là sự lựa chọn rất đáng chú ý. Đến với công ty cổ phần LMK Việt Nam, bạn sẽ nhận được gì? Công ty cổ phần LMK Việt Nam là đơn vị hỗ trợ giúp người lao động Việt Nam có ngay việc làm trong nước hoặc nước ngoài. Tiêu chí của công ty LMK Việt Nam luôn đảm bảo các chuẩn mực xã hội, tuân thủ pháp luật. Công ty cổ phần LMK Việt Nam đang triển khai có hiệu quả mô hình liên kết đào tạo đa ngành nghề nhằm giảm phiền hà và tốn kém cho người lao động. Đào tạo nhanh, chất lượng đào tạo phù hợp, hiệu quả, đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu. Bạn có thể vừa học vừa làm, vừa nhận được mức lương phù hợp. Bạn có thể được hỗ trợ tài chính từ hệ thống ngân hàng nhà nước. Bạn sẽ có cơ hội tiếp cận chuyển giao công nghệ tiên tiến từ nước ngoài, có cơ hội nâng cao tay nghề và rèn luyện tác phong công nghiệp, đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế. Công ty cổ phần LMK Việt Nam xác định sẽ hỗ trợ giúp người lao động có ngay được việc làm trong nước hoặc xác nhận việc đi làm có thời hạn ở nước ngoài. Chắc chắn điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn cả về mặt kinh tế và xã hội. Đây là giải pháp tạo việc làm quan trọng và mang tính chiến lược. Nhiều lao động đã hoàn toàn thay đổi khi đến với công ty cổ phần LMK Việt Nam. Tất cả được đảm bảo sẽ có nguồn thu nhập cao hơn, góp phần cải thiện đời sống gia đình và thân nhân tốt hơn. Nhiều người đã trở thành các nhà đầu tư và chủ doanh nghiệp trong thời kỳ đổi mới, qua đó còn tạo việc làm thêm cho một bộ phận lao động không nhỏ. Chính họ đã đóng góp tích cực vào sự phát triển ổn định kinh tế của xã hội. Thị trường lao động ở Thanh Hóa thì hiện nay thì có thể là nói là một cái thị trường lao động, cái tiềm năng, cái nhu cầu về cái xuất khẩu lao động ở thị trường lao động Thanh Hóa đối với lao động ở Thanh Hóa thì nó rất là cần thiết. Thế thì trong những năm vừa qua thì cái sự chỉ đạo của Sở Lao động Thương binh Xã hội đối với cái việc đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài thì trung tâm dịch vụ việc làm cũng đã phối hợp với các cái doanh nghiệp ở trên địa bàn, các cái trường đào tạo để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động được tham gia cái thị trường lao động xuất khẩu.
Thế thì để trong cái thời gian tới có cái sự phối hợp giữa trung tâm với doanh nghiệp xuất khẩu lao động đấy, thì cái này thì trước hết là về cái thị trường lao động thì chúng ta cũng nên khai thác những cái thị trường lao động truyền thống và mở rộng thêm một số các cái thị trường lao động như là thị trường lao động châu Âu, để làm sao có thể là đưa được người lao động ở trên địa bàn Thanh Hóa này sang các cái nước châu Âu để làm việc. Và đặc biệt là cái phối hợp với giữa trung tâm rồi với các cái doanh nghiệp xuất khẩu lao động và cái hệ thống các cái cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh, để chúng ta lựa chọn được cái đội ngũ coi như là công nhân lành nghề, người lao động đã có nghề để sang các cái thị trường đấy làm việc. Thì trong cái quá trình làm việc thì phải có cái sự phối hợp chặt chẽ giữa công ty, doanh nghiệp và nhà trường để kết nối cái việc phối hợp làm sao để thuận lợi, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho người lao động tham gia cái thị trường này. Để người lao động mà đáp ứng được cái yêu cầu thì đáp ứng cái yêu cầu thị trường lao động ở nước ngoài thì trước hết người lao động là phải cần có cái kỹ năng làm việc, rồi cái ý thức làm việc, cái kỷ luật trong làm việc này. Và trước khi người lao động đi ra nước ngoài làm việc thì đối với nhà công ty thì phải đào tạo được cái kỹ năng mềm này và định hướng được cái phong tục tập quán cho người lao động của cái nước sở tại mà người lao động đến làm việc, để cho người lao động khi sang nước ngoài làm việc thì dễ hòa nhập được với cái phong tục tập quán của cái người dân bản xứ ở đấy và chấp hành tốt các cái quy định và các kỷ luật lao động của doanh nghiệp, và có cái sự hỗ trợ của doanh nghiệp và có cái sự chia sẻ giữa doanh nghiệp xuất khẩu lao động đưa lao động ra nước ngoài làm việc và cái chủ sử dụng lao động ở nước ngoài, để người lao động yên tâm làm việc cho các cái doanh nghiệp đã đạt cái yêu cầu theo cái yêu cầu của doanh nghiệp đề ra. Các ứng viên quan tâm đến việc làm trong nước cũng như mô hình làm việc có thời hạn ở nước ngoài sẽ được công ty cổ phần LMK Việt Nam tư vấn 24/7. Công ty cổ phần LMK Việt Nam luôn hướng đến việc hoàn thiện quy trình tuyển chọn, kết nối, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, giáo dục định hướng, bổ sung kiến thức ngoại ngữ cho người lao động. Công ty ưu tiên tuyển nguồn nhân lực có trình độ tay nghề cao tham gia xuất khẩu lao động, ưu tiên ứng viên thuộc các trường đào tạo nghề có chất lượng cao, ưu tiên lực lượng lao động nhàn rỗi, thu nhập thấp ở tất cả các địa phương, ở các vùng sâu, vùng xa trong cả nước. Mọi thông tin vui lòng liên hệ trực tiếp bộ phận tuyển dụng. Số điện thoại 0936 284 566 hoặc 0971 594 566. Công ty cổ phần LMK Việt Nam luôn chia sẻ và đồng hành cùng bạn.